Khi tôi thành Phật cá rồi, có thể thành Phật rồi thì tôi mới có thể giúp cho các bạn thức tỉnh thoát khỏi si mê. Một nụ hôn với tình yêu thương chân thật coi nào. Nụ hôn không có dục vọng đâu nào, hôn tôi một cái. Hôn tôi một cái coi nào. Trời ơi, hôn tôi liên tục. Không có dục vọng à. Hay nhỉ. Yêu thương tôi đến mức độ này à. Thoát khỏi kiếp hamster thì giảng sanh ha. Con muốn làm người, mang thân thể người giống tôi hay đến các cõi trời. Nào là cõi trời dục giới nè, cõi trời sắc giới nè, cõi trời vô sắc giới nè, cõi trời đau lợi hay cõi niết bàn của Phật A Di Đà. Con muốn đến thế giới nào, tôi dẫn con đến thế giới đó. Con phải sống chân thật là một con hamster đầy lòng từ bi và bác ái nha. Tôi đụng con được, những người khác rờ con cũng được. Con không nổi tâm sân si với họ, con không ăn thịt họ. Như cái con hamster này, nó đã từng giết một người em đồng tuổi với nó khi trưởng thành như thế này. Nó ăn thịt em của nó luôn đó. Nhưng mà đối với tôi nó lại hiền như vậy. Con sống trong cảnh giới quỷ hả? Nhưng với Tiôn con lại hiền như vậy. Quỷ thần đối với tôi là Bồ Tát, họ phò trợ cho Tiôn, họ giúp Tiôn chứng đắc, hiểu được cảnh giới của mình. Rắn hổ mang mà còn không cắn Tiôn. Mấy con hamster này là cái thái gì? Mùi thân thể của tôi thơm quá đúng không? Mùi thân thể của tôi không toát ra dục. Vậy mà tôi không tìm được nụ hôn của tình yêu thương chân thật. Trong khi mấy cái đứa trẻ xủ nhi muốn yêu ai là yêu à. Phá hủy biết bao nhiêu tiên cốt của biết bao nhiêu chư thiên đến với thế giới này, đắm chìm trong cõi dục. Chư thiên mà đến thế giới này, đến với cõi dục mà không có những bậc hiền tri thức dẫn đường đưa lối thì cũng sẽ bị đắm chìm trong cõi dục, không thoát khỏi được và đọa địa ngục súc sanh khi thoát khỏi thân thể này. Tụi con may mắn hơn con người rất là nhiều vì gần được Tiôn, tiếp xúc được tiên khí của Tiôn, thấu hiểu kinh tạng, thâm nhập trí tuệ vô lượng vô song. Dù là hamster si mê nhưng vẫn có thể giác ngộ thành Phật ha. Nhưng tôi chưa đạt được năng lượng giúp cho con người thành Phật đâu. Tụi con thì chết đi sẽ thành Phật rồi, tôi biết mà. Hằng ngày tụi con yêu thích tiêu như vậy, chắc chắn tụi con sẽ thoát khỏi biển khổ thôi. Thoát khỏi biển khổ ha, cam beo ha. Không đứa nào muốn cắn tôi luôn à. Yêu thương quá hả? What the heck? Cắn một cái cho đổ máu đi nào. Giờ cái nhà này không có ai mà muốn làm cho tôi đổ máu hết. Chỉ có con người làm cho tôi đổ máu thôi. Những người vô minh, những người con cháu của ma quỷ luôn muốn thử thách tôi. Nhưng bằng sự từ bi và lòng bác ái, tôi đã cảm hóa được tất cả mọi người rồi. Yêu thương tôi lắm hả? Nhưng mà yêu thương này là si mê. Con si mê tôi. Si mê tôi thì không thể thoát khỏi dục được đâu. Con chỉ có thể đạt được cái thân người này của tôi thôi. Yêu thương tôi bằng trí tuệ coi, bằng tình yêu chân thật coi. Tình yêu chân thật, thương tôi bằng tình yêu chân thật, không có dục vọng. Mày muốn làm tình với tôi hả? Tư duy tiêu cực. Muốn làm tình mày khùng rồi. Muốn làm tình với con người thì con sẽ được làm con người.
nhưng con sẽ không giải thoát khỏi thân thể này, hiểu chưa? Ngu si, vô minh. A Di Đà Phật, đến thế giới này tôi đã chịu nhiều khổ đau lắm rồi, thức tỉnh được nhưng không giúp được chúng sanh thức tỉnh là nỗi khổ của Tiên và cũng là nỗi khổ của chư Phật. Quá nhiều kẻ mạo dạng dựa dẫm vào tôn giáo để hủy hoại chúng sanh, để tạo tư lợi cho bản thân, tạo ra những điều tiêu cực, hủy hoại chánh pháp Như Lai. Đó là đến lúc tôi phải xuất hiện rồi. Tôi sẽ thành Phật cá vì điều đó chứ hả? Amitabha Thích Ca Mâu Ni Phật, biểu diễn sanh tử nè. Tôi sẽ chuẩn bị biểu diễn sanh tử cho tất cả mọi người thấy. À, người nào nói là mình có thần thông cảm ứng gì, chứng đắc A Nậu A Tam gì, đọc được tiếng Phạn gì, tất cả chỉ là trong cảnh giới thần mà quý vị không nhận ra được. Nào, chơi biểu diễn sanh tử với tôi. Ra biển bơi với tôi, gặp con cá mập coi nó có cắn mình hay không là biết là cảnh giới của mình liền chứ gì. Cứ ra biển biểu diễn sanh tử đi, rồi nói chuyện trên trời nha mấy bạn ơi. Ok, tạm biệt các tình yêu.